Yeah.
thiệt là nó hoàn toàn kỹ rồi. Yeah.
chuẩn bị sao hết rồi. Thank you.
Lần đầu tiên xin được phép thay mặt Đức Chúa xin gửi lời chào đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên đang có mặt trong cuộc thi nhà quản trị tương lai năm 2018 buổi sáng ngày hôm nay. Chúc mọi thi thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên thân mến, nhằm chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 1 năm 2017, hướng sinh viên đến thành tựu của những nhà quản trị thành công với sự vững kiến thức, thảo kỹ năng trên lĩnh vực kinh tế quản trị, luật kinh tế và thực hành xã hội, tạo sự hứng thú và yêu thích và đam mê nghiên cứu học tập các môn học kinh tế quản trị kinh tế cho sinh viên, đồng thời tạo ra một sân chơi học thuật bước qua sự trải nghiệm hoàn thiện về kiến thức và kỹ năng sinh viên qua mỗi phòng thi. Và đây cũng chính là lý do của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu người viết nhân kiện nhà tài trợ, sẽ được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Từ Bá Văn, giám đốc công ty cà phê Lâm Đồng. Và người viết từ nhà Hồng Đức Thành sẽ được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Hồng, phó hiệu trưởng trường nhà Hồng Đức Thành. Xin được trân trọng giới thiệu giảng viên cao cấp tiến sĩ Nguyễn Thanh Hội, trưởng khoa quản trị kinh doanh. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Bùi Văn Thời, phó trưởng khoa quản trị kinh doanh. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Xuân Dĩ, phó trưởng khoa quản trị kinh doanh. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Chu Hải Văn, trưởng bộ môn luật kinh tế. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Cao Minh Nhật, trưởng bộ môn marketing. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Thị Trương, trưởng bộ môn kinh doanh tổng hợp. Và cùng toàn thể quý thầy cô giảng viên trung tâm giảng viên khoa học nhân dân, và đặc biệt là 200 bạn sinh viên ngồi ở đây, một chỗ đây tất cả chúng ta. Và các bạn sẽ thi liên tiếp 3 phần luôn.
các bạn kết thúc phần thi dữ liệu và MC Ho các bạn chuyển sang phần thi nội dung. Và phần thứ hai tôi là nhà quản trị. Ở phần này các đội trình bày đề án theo mình, theo cái chủ đề chúng tôi đã gợi ý như sau: giám đốc nhân sự, chân dung CEO, giám đốc cái tên sự kiện, tạo được học tập và diễn sự án. Và mỗi đội chúng ta có phần trình bày cho vòng 2 là 15 phút tiếp theo. Và cuối cùng là phần ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống. Không tính thời gian bốc thăm, chúng tôi sẽ mời đại diện các bạn tiến lên phía trước bốc thăm ban giám khảo đặt câu hỏi thứ tự theo từng đội. Và khi ban giám khảo đọc câu hỏi xong, thời gian sẽ được tính cho các bạn, để các bạn chúng ta sẽ có 5 phút để trả lời tình huống ứng xử được ban giám khảo đặt ra. Còn một nữa, chúc các bạn chúng ta thành công và lưu ý vượt thời gian mỗi phút các đội sẽ bị trừ 0,5 điểm. Và chúng tôi thông qua các đội chúng ta lưu ý. Còn bây giờ là các đội của Vũ Vũ Thay đồng viên thi các bạn. À quên, chưa, chúng ta hãy giới thiệu thành phần của giám khảo ngày hôm nay. Và vị giám khảo đầu tiên xin được giới thiệu thạc sĩ Bùi Văn Thời, phó trưởng khoa quản trị kinh doanh. Vị giám khảo thứ hai xin được giới thiệu tiến sĩ Lữ Bá Văn, tổng giám đốc công ty cà phê Lâm Đồng. Vị giám khảo thứ ba tiến sĩ Trần Đình An, giảng viên. Vị giám khảo thứ tư thầy Nguyễn Mỹ, thạc sĩ Nguyễn Mỹ Trương, giảng viên. Và vị giám khảo cuối cùng tiến sĩ Chu Hải Thanh. Và đó là năm vị ban giám khảo ngày hôm nay. Các bạn hãy dự đoán đi, chúng ta sẽ được thầy nào đặt câu hỏi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thi đầu tiên. Một trong đây cho sự xuất hiện của khoa quản trị kinh doanh tự do, đội Rương Lan Biển Mai. Hai cô gái đặt tên bài bàn nghe đạo quá ha. Trời ơi, đây là một chuẩn bị các bạn có nửa tiếng đó. Lên nào. Ngồi chút xíu. Mình tính thời gian chưa mấy thầy ơi? Dạ bây giờ chút xíu mình lên liền. Giật mình. Các đội phía sau các chúng ta chuẩn bị nha các bạn. Còn lâu lắm không em? Em xin chào quý thầy cô, quý giám thị và ban giám khảo cùng các
Và đó là phần giới thiệu về công ty.
vì cái thời gian nó có hạn đó thì em nghe nha, em chỉ cần là trình bày cho thầy về cái vấn đề Mai Linh đang gặp phải vấn đề hiện nay là vấn đề gì và cái giải pháp của cái nhóm của em đưa ra cái giải pháp để giải quyết vấn đề này là cái gì là xong. Thì hiện tại thì Mai Linh đã triển khai một dòng xe mới đó là Mai Linh Bay. Thì hiện tại công ty đang gặp phải đó là người tiêu dùng, người sử dụng chưa biết đến nhiều về cái thương hiệu dòng xe mới này, nên sau đây là em sẽ mời bạn Cần để đưa ra giải pháp rồi phổ giải pháp về VI cho thương hiệu. Là tụi em sẽ tổ chức một chương trình gọi là ngày hội Mai Linh Bay với thời gian dự kiến đó là ngày 17/6/2018, với địa điểm trên lựa chọn đó là sân vận động Hoa Lư với sức chứa là hơn 3.000 người.
Về dịch vụ